Giới thiệu trường đại học ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tiền thân là cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng được thành lập ngày 14 tháng 4 năm 1985 của Bộ Giáo dục, thực hiện việc tổ chức và sắp xếp lại một số trường đại học trọng điểm trong cả nước. Ngày 4 tháng 4 năm 1994 thành lập Đại học Đà Nẵng với chức năng là một đại học vùng đa lĩnh vực, một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của Việt Nam. Sau 8 năm cùng gắn bó và thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình tại Trường Đại học Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng có sứ mạng là đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn minh nhân loại, có phần phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng đã từng bước trưởng thành và phát triển, khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục quốc dân là nơi hôn đúc tài năng trí tuệ của các thế hệ sinh viên với triết lý giáo dục xuyên suốt làm định hướng phát triển cho nhà trường. Nhân văn, sáng tạo, thích ứng đại học ngoại ngữ đại học đà nẵng đặt mục tiêu xây dựng trường xứng tầm là cơ sở giáo dục đại học nòng cốt của cả nước hướng tới đẳng cấp khu vực và quốc tế trường đại học ngoại ngữ đại học đà nẵng đã đào tạo ra những cử nhân thạc sĩ tiến sĩ vừa có kiến thức chuyên môn vững vàng đạo đức trong sáng lòng nhân ái và sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa và tri thức của nhân loại hội nhập vào môi trường làm việc đa văn hóa đa ngôn ngữ